các bạn, mình là Hồng Nguyễn. Mình sẽ đồng hành và chia sẻ cùng các bạn trong khóa học về làm bánh fondant. Bánh fondant có thể nói đã đưa nghệ thuật trang trí bánh kem lên một tầm cao mới. Và ngày hôm nay mình mong muốn gửi gắm tất cả những kinh nghiệm về làm bánh fondant của mình cho các bạn trong khóa học này. Nội dung của khóa học bao gồm: bài 1, giới thiệu nguyên liệu và dụng cụ làm bánh. Bài 2, cách làm cốt bánh và trà lắng bánh dùng cho bánh fondant. Bài 3, tìm hiểu về nguyên liệu fondant và cách bọc bánh. Bài 4, cách tạo hình chú ngựa pony và hoàn thiện trang trí mẫu bánh pony cùng kinh khí cầu đám mây. Bài 5, cách tạo hình chú gấu và hoàn thiện trang trí mẫu bánh gấu lái máy bay. Bài 6, cách tạo hình sư tử, hà mã, thỏ và hoàn thiện trang trí mẫu bánh rừng xanh. Bài 7 là kết thúc khóa học. Và bây giờ chúng mình cùng nhau bước vào thế giới của bánh fondant nhé.